cái vỏ đẳng cấp nữa. Siêu xe mô lù. Một chiếc xe siêu xe mô lù. Úi dồi. Siêu xe mô lù. Chỉ có một chiếc xe này là qua được đấy thôi. Còn lại là xe tải hết đồ là ở đây bên này hết. Ờ. Tắt đường đến đi hết. Siêu xe mô lù của anh Lê Đôn ở xã Quy Hóa. Anh tự chế để giúp bà con đi qua mua lù lụt. Đây anh Lê Đôn này. Rồi bà con, xin chào bà con gây. Rồi, ok. Chiếc xe này, xe tự chế, đó, úi xả giống như một con gì luôn. Siêu xe mua lù. Xe xin. Rồi, xuống đây, về. Thử xe. Bên lại, anh lên em xách này. Ờ, đây. Bóc xe. Bỏ lên xăng, tôi hổ hổ trời rồi này. Anh Lê Đôn rồi. Thôi hỗ trợ cho anh 200.000 tiền xăng để giúp bà con này. Đây, cầm luôn. Đấy là tình cảm. Rồi. Rồi. Khoan. Cho em qua luôn, em. Cả cái siêu xe này bỏ phí là hơi sai đó. Xe này chỉ có... Rồi, thu cho nếp ơi. Cấp giấy khen. Rồi. Ôi, ý tôi. Khoan à, cho em về ra. Rồi, mình ngồi trước đây đúng không? Một người đúng không? Rồi, khoan để em bớt chú lại luôn.
Rồi, rồi, rồi. Rồi, đi rồi.